Hello mọi người, yo, mình là Thái Vũ đây và bây giờ là 10:30 sáng. Do ngày hôm qua mình không ngủ được, cho nên là tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, cho nên hôm nay sáng dậy ngủ hơi chảy chút. Ok, đây sẽ là một ngày của Thái Vũ khi mà ở nhà trong cái mùa dịch Covid lần này. Thì mặc dù mà mình dậy có chảy mà mình cũng phải dành ra một ít phút để mà tập thể dục để tăng cường sức đề kháng lên. Và tôi hy vọng mọi người cũng phải bỏ một chút xíu sức lực ra để tập thể dục, nâng cao sức đề kháng của mình lên để chống chọi lại dịch Covid và tiêu diệt nó, giết nó. Ok, bây giờ mình tập thể dục thôi. Ok, chắc hẳn thì mọi người cũng thấy tại sao mà tôi không có tập những cái bài như là cử tạ, rồi hít xà đơn, rồi hít đứt, rồi lăn, mà chỉ tập những cái bài mà thể dục mà như là lúc còn đi học. Thì anh em tụi tôi có một cái group gọi là group y học cổ truyền mọi người. Ai cũng bị về xương, về khớp, về cốt, về cơ. Cho nên là tôi lựa chọn tập những cái bài mà chuyên về cơ, về xương, về khớp để mà mình khỏe khoắn hơn, dẻo dai hơn và vẫn là tăng sức đề kháng. Ok. Sau khi tập thể dục xong thì mình đi đánh răng, vệ sinh. Và cả ngày tôi nghĩ cũng không cần quay đâu nha. Quay hoàng lắm. Ok. Đã xong. Thật khỏe đẹp trai. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Hello mọi người đi. Anh giáo búp bê chứ nè. Tao búp bê đâu? Búp bê sao còn cải đồ búp bê ra, rồi con banh hán búp bê ra, rồi con không có đội cái tóc vô cho búp bê vậy? Không mà ba cái. Ok rồi, đi chơi nha. Ok thì một ngày của tôi nó cũng vậy thôi, ngủ dậy tập để dọn xong rồi vệ sinh xong rồi xuống chơi với con, rồi đọc sách xong rồi lại ăn cơm trưa xong lại ngủ trưa xong rồi lại dậy xong rồi lại chơi xong đọc sách xong rồi chơi game xong rồi lại ngủ rồi đây bà này bà đang nấu đồ ăn. Ok, mọi người tham quan sơ nhà. Thôi là mình ở đây mình còn có vợ, con, có cháu, có má, có ba, có gia đình. Thôi. Cái này sợ que. Cái má mình, má vợ. Má vợ. Thôi mình đẩy cái má đây nè. Má gái. Ây da. Ây da. Trời, Khánh đứng lên, Khánh nhảy ra. Lắc đít cho mọi người coi, lắc đít vô. Ê, vô, ô, vô, 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 yeah, yeah, yeah. Ê, vô, cuốn tay. Lắc đít mẹ, con lắc là con phải quay hướng này nè. Rồi, lắc đi, 3, 2, 1, lắc, vô. Ô, yeah, 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 yeah. Ok. Chỉ có vậy thôi, ok, bây giờ tôi sẽ để timelapse cho mọi người coi. Tôi còn học như nào, thế thôi. Một trong những cuốn sách mà mình lựa chọn đọc ở trong thời điểm mình ở nhà này. Bây giờ cách đối xử giữa con người và con người, đối xử giữa cấp trên và cấp dưới, đối xử giữa những người ngang hàng với nhau, đối xử giữa con gà ba, đối xử giữa quýnh lộn. Trời ơi, thật tu ghê quá à. Khó tính này vô duyên quá. Con tôi nó có một cái chiêu gọi là chu đít vô mặt tôi địch. Tao làm ba coi đây. Vô duyên lắm luôn á.
Trời ơi. Đâu, đâu, đâu. Xích xét xét vô đây. Đâu. Trời ơi. Thì là vô duyên. Té luôn à. Ờ, đi chơi đi. Tại nó, coi như nó không tồn tại đi con. Quay á. À, kêu quán tôi xì đi, người nào thua thì người đó bị đập đầu. Ngồi đây. Ngồi đây nè. Có keo không? Có keo ơi. Có keo không? Ảnh xì. Ảnh đầu xì ra cái gì? Ra cái này. Thánh thừa. Thua. Em ba nè. Ba thua. Ai trả lời? Ai trả lời? Ok. Ê, xin giới thiệu với mọi người. Thằng khốn nạn. Mọi người cũng thấy rồi đó. Thì mình là một người, cái chân mình là chỉ muốn đi thôi. Tưởng ngựa. Tưởng ngựa mà chỉ muốn đi ra ngoài đường để mà đi vòng vòng rồi làm cái này làm cái kia. Nhưng mà do giãn cách xã hội, mình ở nhà cho nên là rất là khó chịu. Phải cứ mình phải đi vòng vòng trong nhà nhưng mà phải chịu thôi, vì mục đích cộng đồng, vì mục đích đẩy lùi dịch bệnh, để tiêu diệt dịch bệnh thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó và mình ủng hộ cái chuyện đó để cho mọi thứ nó trở lại bình thường. Yeah, mình ở nhà mình làm gì? Mình chơi với con, mình đánh vợ. Đánh vợ. Ủa quay vừa tắt thôi anh, tắt thôi cái này hả? Tắt để nó dùng dùng. Không, đánh vợ rồi nó tấn con nè. Đánh vợ rồi. Chơi mình luôn, chơi mình luôn. Đánh đánh ra đây. Ở cái vấn đề mà tôi nghĩ là khó mua đồ ăn á mọi người. Thì mọi người đừng có lo, mình là nước về rất là mạnh về nông nghiệp mà. Thì không có lo thiếu đồ ăn đâu. Tôi chỉ tôi không có lo thiếu đồ ăn, nhưng mà chỉ khá là lo cho những người mà kiểu người ta khó khăn á, người ta không có việc làm mà người ta khó khăn á, thì những người đó mới là rất là cần sự giúp đỡ của mọi người. Thì tôi hy vọng là sau clip này thì những ai mà có dư giả, những ai mà có nhiều đồ ăn, có nhiều rau á, thì chúng ta hãy hỗ trợ cho những người mà đang gặp khó khăn trong cái chuyện mà cách ly xã hội này, thì để giúp đỡ cho mọi người cùng nhau, chúng ta nắm tay nhau cùng nhau vượt qua cái đại dịch lần này. Cố lên Việt Nam. Ok, hello mọi người. Và sau khi ăn cơm trưa xong thì thường là buổi trưa thì vợ tôi ngủ, con tôi ngủ, thì tôi lên trên phòng này, phòng của tôi có một cái không gian riêng để làm việc hoặc là để chơi game. Mà thường tôi hay chơi là chơi Liên Quân rồi chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Đây là cái khu vực làm việc của tôi, nó hơi bừa bộn do tôi set up những cái phần âm thanh đồ để test, để viết nhạc, để làm này làm kia rồi tập đàn. Đó là một ngày bình thường của tôi, là nó như vậy thôi, chỉ có làm việc rồi chơi với con, rồi đọc sách, rồi chơi với gia đình, rồi này kia kia nọ. Tôi đang tưởng tượng nếu như mà tình hình căng thẳng như thế này phải tiếp tục giãn cách thêm thì mọi người cũng cố gắng thôi, cũng cố gắng để mà mình đẩy lùi được dịch bệnh, tiêu diệt nó luôn thì càng tốt. Ở thời điểm này á, thay vì chúng ta ngồi đó than vãn ở nhà chán quá, thì chúng ta nên làm những gì mà trong lúc mà chúng ta không bị giãn cách á, chúng ta đi làm mà chúng ta không làm được, chẳng hạn như là chơi với con. Như tôi là tôi đi làm xuyên suốt, tôi đi quay xuyên suốt và không có thời gian để chơi với con, thì bây giờ tôi chơi với con. Tôi không có thời gian để mà tập trung cho âm nhạc, thì bây giờ tôi tập trung cho âm nhạc. Đó, cũng không có gì gọi là chán, nhưng mà chỉ hơi khó chịu ở một cái là chân mình là chân đi, mình đi không được thì mình hơi khó chịu chuyện đó thôi. Hy vọng thì mọi người sẽ cố gắng ở nhà và giữ cho cuộc sống sẽ trở lại bình thường một cách sớm nhất. Ok, và thôi chắc là bây giờ tôi cũng kết thúc cái vlog này ở đây luôn để cho làm việc. Ok,
Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thiệt là vui vẻ. Và nhớ ai ở nhà nấy, đẩy lùi dịch bệnh hoặc là tiêu diệt nó luôn. Ok, bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Các bạn ơi, trong tình hình dịch bệnh như thế này thì chắc là các bạn cũng biết tụi mình không có thể nào mà đi quay được rồi đúng không? Tụi mình rất là nhớ các bạn và mình biết rằng chắc là các bạn cũng sẽ nhớ mình. Cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ quay lại một chiếc vlog nhỏ nhỏ xinh xinh để các bạn có thể update tình hình của mình, các bạn có thể biết được là tụi mình làm gì trong những cái ngày dịch này nha. Có một cái điều rất là đặc biệt trong cái lần này là mình sẽ không có nghỉ dịch ở nhà, mà mình sẽ nghỉ dịch ở nhà của một người khác. Các bạn nhìn cái background này thì các bạn có thể đoán được đây là nhà của ai hay không? Ủa tụi bay đang làm cái gì nhà tao được? Đây. Bây giờ là quay phim là có người coi hết. Chung thì mình không giấu gì mọi người nữa. Ra mình với anh Diễn với mình với anh Diễn ai? Thật ra thì gì? Thì mình em không giấu mọi người nữa. Em với lại anh Diễn mày nói sai cái tên đặt. Tụi mình sẽ làm việc full cái mùa nghỉ dịch này luôn. Đó, cho nên đó là lý do tại sao mình quyết định là mình sẽ ở lại đây để vừa làm việc nè, vừa tuân thủ theo những cái chỉ thị. Không. Kiều đã hát hoài luôn, áp ảnh luôn á em. Kỳ lắm. Thì mình nghĩ là việc mình ở đây nó cũng có ích cho những người đàn ông ở đây. Tại vì mình cũng là một cô gái khá là đảm đang. Mình có thể ở đây để quán xuyến công việc trong nhà, để hai anh có thể tập trung làm việc. Kiểu vậy, nói chung nhà mà có một người phụ nữ thì nó cũng sẽ đỡ hơn đúng không nào mọi người. Hy vọng là chúng ta sẽ có những thời gian thật là tuyệt vời ở bên nhau. Và hãy cùng theo dõi vlog của mình nha. Mọi người ơi, bây giờ mình mới vừa ăn cơm xong thì mới có thời gian nghỉ ngơi được một xíu. Trời ơi, mới ăn cơm xong bây giờ lại bị bắt ép ăn trái cây nữa mọi người. Ăn cái gì vậy? Dâu. Trời ơi, ăn cơm xong rồi còn phải bị bắt ăn dâu nữa nè mọi người. Cực khổ gì đâu á mọi người ơi. Đâu ngọt ngọt rồi chua chua rồi chấm muối muối cái gì vậy? Muối. Trời ơi, cho miếng muối xíu mùi nó chịu không nổi luôn mọi người. Cực quá mày có quyền không ăn mà cực. Thôi em chịu, bởi cái cực khổ này em quen rồi. Thôi khỏi cực, tao là không ép mày cực á. Để em mấy cái cực khổ này để em. Thôi thiệt á, đừng ăn nữa. Để mình ăn đi bèo ơi. Thôi bắt cầm nó cực cực. Thôi trời em khóc quá vậy. Cho em cực khổ đi mà. Mọi người. Mọi người ơi, nó không còn cực khổ nữa mọi người. 2 hours later. Rồi, fix xong. Giờ tới một cơm tối ai nữa chén. Cơm buổi trưa. Cơm bèo. Ủa cơm buổi trưa Kiều nãy chị nói tôi rửa mà. Anh quên. Nhưng mà giờ em mất biết rồi, sợ đợi lâu á. Em cần anh giúp em không? Sao sống gì bắt tay đứa chén không Kiều? Tại vì người ta nói là nếu mà mình sống khách sáo á là mình đang có lỗi với bản thân của mình. Kiểu như bây giờ mà em nói là không sao đâu, em sẽ fix xong rồi em đi rửa chén, thì lúc đó ai cực? Em cực. Cho nên là sống chung mà mình phải thoải mái tự do. Mọi người, anh đang rửa em lại lên đó. Rồi ráng rửa rồi ơi, mình chịu trách nhiệm nấu cơm tối mọi người. Fix xong chưa Kiều? Chưa, anh khúc này nó hơi dài, hơi phức tạp xíu. Ủa tôi thấy fix xong rồi mà. Không, còn xíu nữa. Em vẫn thấy nó đang thiếu một cái gì đó, nên suy nghĩ để em bỏ vô. Anh đừng có làm phiền em. Cái đoạn này tao xong rồi mà, tao kêu mày fix đoạn này mà chỉnh đoạn này xong rồi. Ê Bèo, nó fix xong rồi Bèo. Xong rồi nó nhân đôi. Thêm 3 lần chỉ thái lên để nó fix tiếp. Ôi trốn việc trời ơi. Đã phân công rồi, con Kiều là rửa chén nè. Tôi là nấu cơm nè. Mình không muốn sống lỗi với bản thân mình. Đeo là dọn nè, với là cái chén là hai nè. Thôi thì anh đeo lỡ rửa chén rồi thì tí nữa ăn xong em rửa. Thôi con hãy dọn cơm. Anh Bèo, nhiệm vụ bình thường của anh Bèo. Đúng không, cái đó là nhiệm vụ mỗi ngày của anh là dọn. Thì bây giờ anh vẫn dọn thôi, chỉ có là bây giờ anh rửa hộ em cái đống chén này thôi.
thay đổi ta. Ủa là viết xong rồi hả? Anh chưa làm gì đâu nè kêu kêu. Sao tao thấy mày ở nhà này tụi tao khổ quá kêu. Không, em khổ quá chứ. Khổ hả? Khổ muốn chết luôn. Ôi nhãn này có nãy giờ có mình mày ăn hả? Ai nè, vừa mới ăn dâu xong là phải bắt qua ăn nhãn mà không phải nhãn bình thường nữa mọi người. Nhãn tiêu sườn. Mọi người thấy chịu rõi không? Nhưng mà nhãn này ăn quá nhiều thì nó cũng kiểu bị ngon lắm. Cực quá ha. Cực. Ăn uống bất quả. Giờ phải nằm nghỉ đợi. Đợi làm cơm. Đợi rửa chén. Mệt không? Mệt mỏi quá, mệt mỏi. Thôi anh đeo rửa anh vô nằm nghỉ xíu anh. Ủa sao tính nghỉ? Tụi quá chiếc luôn cái giường nè. Thôi tình hình thì bây giờ mình mới tắm xong và mình phát hiện là mình ăn không được ăn cơm. Cái thời gian này mình rất là thèm cơm luôn mà mình không được cho ăn cơm dù chỉ là một hộp. Bây giờ mới ráng ăn tạm rồi ăn cơm sẽ được. Thèm cơm lắm á chứ mọi người, nhưng mà bây giờ phải ăn. Mọi người, hồi nãy mình thèm cơm mà, cho nên là ăn bún đâu có ăn được bao nhiêu đâu. Mình ăn được có chắc cỡ đâu mười mấy cọng bún thôi. Mà bây giờ bắt mình rửa một đống chén, mọi người nhìn đi. Đây quả là một sự bạo hành. Một sự bạo hành từ tinh thần cho đến thể lực. Tôi không thể tưởng tượng được ăn cái nồi lẩu. Ăn có một cái nồi lẩu hơn là cái gì chén cỡ mình đây. Không hiểu, từ chối hiểu luôn. Mà thí dụ như là mình không có ăn cơm được thì mình ăn mì gói hay mì ly đi cho nó gọn. Mình ăn lẩu chi? Ăn lẩu chi rồi bây giờ bằng đống chén bắt người ta rửa. Hay là người đi chợ. Buổi sáng dậy nó ngủ hẹn 11 giờ làm. 11 giờ làm có là sao, nó ngủ tới 1 giờ rưỡi trưa mấy bạn. Trong lúc đó sao anh em dậy đi chợ à, tôi đi chợ lựa từng con tôm miếng mực để làm cái nồi. Tại vì bữa giờ ăn cơm quá nhiều rồi. Cái mọi người ngán rồi ăn lẩu. Tôi đi mua lẩu Thái về. Đó mua xong rồi mua trái cây. Mời những người năn nỉ bà cô nội vậy. Rồi sao thằng Bèo là cái bạn đang cầm quay á, rửa chén. Nó chỉ có việc là không cần nấu ăn, tại vì nó nấu ăn dở quá. Thiệt, nó mà nấu là nguyên đám khói ăn. Đó, và bây giờ chỉ có việc là rửa chén thôi. Cho nó có công ăn việc làm. Tại vì ba người bây giờ, hai người con trai làm hết thì coi như là giống như kiểu như là bây giờ tại vì nam nữ muốn phải bình đẳng với nhau. Mà bây giờ không lẽ là kêu nó khỏi làm thì giống như là mình phân biệt phái yếu phái mạnh quá. Bây giờ muốn bình đẳng với nhau. Đúng rồi. Mỗi người một công việc. Đúng, thì đúng. Nó phải làm. Đúng. Tao đánh bể đầu rồi bây giờ mày. Lát nữa có ăn măng cục không? Có cục, tặng cho em. Kiều, em nói gì Kiều? Em nói gì? Ủa, tưởng giả bộ quay chứ Beo vẫn rửa. No. Ủa, em rửa thiệt hả? Chứ ai rửa? Kìa. Ủa, quay diễn hả? Gì trời? Nợ cái này là vlog thực tế em ơi. Cái này chương trình thực tế hả? Chương trình thực tế không phải là không có dàn dựng nha mọi người. Cái này là người thật, việc thật. Rửa mày. Thôi dàn dựng miếng ý. Dàn dựng gì? Cái rửa nó còn làm biếm, còn chừa lại này nữa nè. Đó, chừa lại nè, coi nó chừa lại. Ở đó nước sôi tất cả. Ai yêu thích kịch bản thế à? Mày chuẩn bị phải ra chi mà thích cái gì nữa? Đúng rồi. Rửa lại, muốn cho lại gì mày? Mọi người thấy mình giống cô Tấm không? Tí nữa mình phải livestream để mình kiếm thêm thu nhập á. Nhưng mà thu nhập là bị bóc lột nữa nha. Chưa kể là bị bóc lột, hai người đều có bóc lột cái phần thưởng livestream của mình. Rồi bây giờ phải rửa xong đống chén thì mới được phép livestream. Địa ngục trần gian là đây chứ cục đâu nữa. Mọi người ơi, bây giờ đã là 10 giờ rồi mà mình vẫn chưa được đi ngủ mà mình phải bị bắt ép make up để chuẩn bị các kiểu để mà livestream kiếm thêm thu nhập nuôi cả cái gia đình này. Mọi người cũng biết đó, dịch mà làm việc khó khăn lắm, đâu có ai làm gì ra tiền đâu. Giờ cuộc sống ba người vô một nhà trông cậy một mình tôi phải làm việc thâu đêm suốt sáng, ban ngày làm kịch bản, làm việc nhà, bây giờ tối về không cho ngủ, bắt phải livestream để kiếm tiền nuôi hai người, khổ lắm vậy. Chỗ livestream cũng mua chỗ ngồi đàng hoàng nữa bạn, ngồi tạm. Nani? Thì nói chung tại kiểu cái ghế thì cũng tạm được nhưng mà nó sao cái gì mà cười vậy bạn, sao ạ? Nó
cái bữa không có vừa với mình. Giờ thì chuẩn bị ra chim thôi. Chào đây, vô Mỹ đây. Vô Mỹ, vô Mỹ. Bự lắm, bự lắm. Ăn nữa hả? Trời ơi, mới ăn cơm xong còn chưa ai dọn nữa rồi còn để đó nữa, mới nằm nghỉ được có... Mày có quyền nhịn đói, mày có quyền nhịn, mày có quyền nhịn. Ăn vô Mỹ bự ngọt ơi. Thôi thôi được rồi, ngủ tiếp đi, ngủ thôi, ngủ tiếp đi. Thì em chịu cực khổ quen ăn đậu ăn rồi. Thôi 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 được rồi, nè nè có việc sung sướng hơn nè, rửa chén đi. Mọi người ơi, thì giới thiệu với mọi người, đây là Châu Mỹ. Ăn thì ăn cho lấy vị thôi chứ cũng chưa có thấy là xuất sắc lắm. Thì sau khi feedback thì hôm nay có tiến bộ là có Châu bự hơn. Thì mình thấy cũng hình thức thì cũng ok, và để mình ăn thử. Ngon mọi người. Này á mọi người, 7 giờ sáng kệ đi chợ, là tôi tưởng là đi chợ xong thì mọi người về dậy thì mọi người sẽ làm đồ ăn chung với nhau, mà 7 giờ xếp hàng 3 cái siêu thị. Siêu thị đầu tiên thì nó xếp hàng 1 tiếng nhất được cỡ 3 mét, mà tổng cái chiều dài là cỡ 30 mét. Không bỏ qua siêu thị khác, qua siêu thị Mỹ mua được cái này nhưng mà lại thiếu rau, bắt đầu lại tìm một cái siêu thị khác đợi tiếp. Đi chợ 3 tiếng đồng hồ, 10 giờ rưỡi về, cả nhà vẫn còn đang ngủ mọi người. Mệt. Mệt quá, hôm qua live stream tới sáng đâu có được nghỉ ngơi đâu, thì phải tranh thủ những cái giây phút ngắn ngủi đó mà nằm nghỉ lưng một xíu thôi chứ có ngủ được gì đâu mọi người. Hôm qua là tụi mình cũng thức, lý do là nhỏ này live stream bồn quá, ngủ không được. Cái xong đó đi ngủ thì mình thức luôn tới sáng, thức tới sáng lứt thức tới 7:15. Thôi nghĩ trong đầu là 7:30 chứ thì mở cửa. Thôi thì 7:30 đi chợ luôn, đi chợ tới 10:30. Giờ từ đó vẫn còn ngủ mọi người. Thấy không? Không quan tâm nữa, nó không quan tâm tới cậu nhiều lắm. Ủa như mình còn măng cục nữa đúng không? Còn đi ăn tí mình cắt. Thôi tao ăn sợ mì cục đó nữa. Thôi em chịu cực khổ em rồi. Ủa sao anh Bell còn ngồi đây vô rửa chén đi kìa. Mọi người ơi, bởi vì thời lượng cho vlog có hạn cho nên là mình không thể nào quay hết tất cả những hoạt động của mình ở đây. Những cái gì các bạn thấy chỉ là một cái bề nổi thôi, các bạn đừng có suy nghĩ là mình là một người lười biếng mà ở đây hành hạ mấy anh. Thật ra là mình cũng làm rất là nhiều đó mấy bạn, tại vì những cái lúc mình làm đâu có ai quay đâu. Nên là mấy bạn đừng có nghĩ sao về mình nha, mình vẫn là một người rất là đảm đang và quyết xuyến mọi việc trong nhà mọi người ạ. Ok, nghĩ rằng bây giờ mình và tất cả mọi người đều hy vọng đó là hy vọng cho dịch sẽ sớm qua nhanh một cách nhanh nhất có thể để chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường, và hy vọng rằng các bạn sẽ vẫn luôn theo dõi cũng như là yêu mến tụi mình nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe cho Phát TV nhé. Đi đưa chén mẹ tụi ơi. Xin chào các bạn, thì một test Covid mình đã mua về, mình thử mình test test ở nhà như thế nào. Đây, ở đây là cái miếng này là thằng Hồng em mua mình test nè. Mày đi ra đây, nó rất là nhiều món nha. Đây, đây để mình test thử với bạn coi. Na này, na phá phá rồi con. Cái mà các bạn hay sợ nhất là cái cây này, khi mình chọt vô cái lỗ mũi. Test là phải test cho nó đúng, chứ không phải mà test sơ sài như ông Lục. Cái ông Lục là cái người mà chuyên gia sợ đau, ông đưa vô cái chút xíu à, mà ông lên ông nẹp vô. Ngày hôm nay tôi sẽ làm để cho anh thấy nè, không có phá. Đây, cây này nó dài như thế này đó, thì nó có cái đường ở đây nè, mình phải đúc cho tới đây, còn ông Luật ông đúc tới đây à. Không, mình phải trước tiên là mình phải ngước lên. Nó thiệt là chưa làm lần nào nhưng mà thấy người ta chỉ chứ cũng chưa lần lắm. Tức là mình ngước lên mà mình đừng có ngước quá lên gì, hoặc là mình để gì nha, thế bây giờ mình ngước vừa vừa thôi. Mình cầm cái cây này mình chọt vô, để vô từ từ thôi.
lúc kia nhau. Dạ rồi. Đâu, đủ đâu sao chưa? Lúc cán chưa? Rồi, được rồi, tới mấy rồi đó. Tới mấy rồi? Đúng đó rồi. Thì chúng ta để vô là tới cái dịch này nè, đã dạ hả? Rồi, chúng ta kéo ra. Hơi bị sâu luôn đó nha anh Lục. Đó. Thấy cái này nó ướt ướt. Có cái dịch đó rồi. Hơi rung tay. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái này ra. Rồi, chúng ta cho cái này vô. Chúng ta khuấy cho nó đều vô cái nước này. À, khi mà đã đều rồi. Để dùng cái nắp này chúng ta lại lại. Đó, và chúng ta đã có xong rồi, ở trong đây người ta xé cái bịch này ra. Đây. Quay cận vô đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ nhỏ vô đây nha. Nhỏ cái dung dịch đó vô cái lỗ này. 1 giọt. 2 giọt. Cho nó rút xuống từ từ. Thêm 1 giọt nữa là 3 giọt. Rồi bây giờ chúng ta ngồi chúng ta đợi. Đó. Chúng ta thấy nó đang chạy không? Nó đang chạy từ từ lên đó. Nè đi ra con. Đó cái đường đó nó đang chạy từ từ lên. Một chút nữa nếu mà nó hiện lên một vạch á thì là bình thường không sao. Nó hiện lên hai vạch á thì đó. Nếu mà nó hiện lên hai vạch thì chuẩn bị tinh thần nha. Này giống như sổ số vậy các bạn. À, bắt đầu nó có kết quả từ từ rồi đó. Nó hiện lên. À. Một vạch. À, là có dấu hiệu bình thường rồi đó, là không sao. Nhưng cái này sẽ đợi 15 phút nha. Đợi 15 phút thì kết quả chính xác. Thì đó, đây là cái cách mà test đơn giản nhất tại nhà. Bây giờ khoảng chừng 3 ngày, 5 ngày. Còn ai mà không có điều kiện lắm thì 1 tuần đó, mình test 1 lần cho nó an toàn. Để mình phát hiện sớm thì mình có cái cách để mình hồi phục sức khỏe tốt hơn. Nên cái này rất là cần thiết. Không, cái lại test là phải test cho đúng. Chứ đừng có lên mà nẹt bô như anh Luật đó là thôi. Nói không ai tin, mình nói là mình phải làm. Đi nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với căn bếp của Rivi. Mùa dịch thế này thì không biết là các bạn ở nhà làm những cái gì để giải trí nhỉ? Còn một trong những cái hoạt động mà Rivi hay làm nhất đó chính là ở nhà và nấu ăn. Và cũng trong cái thời gian này Rivi đã làm được rất là nhiều cái món ăn hấp dẫn. Và xem thử là ngày hôm nay Rivi sẽ trổ tài nấu cái món gì nhá. Và hy vọng là khi mà các bạn xem được clip này thì sẽ truyền cảm hứng đến các bạn và chúng ta có thể tạo ra những món ăn ngon hơn. Ok, chúng ta bắt đầu. Ngày hôm nay thì Rivi sẽ làm hai món, đó là món bò áp chảo và món thứ hai là món tôm rim chua ngọt đây các bạn. Và bây giờ Rivi sẽ sơ chế qua cái tôm này và bò nha. Với cái món này thì chúng ta cũng ướp khoảng cỡ 15 phút để cho nó thấm gia vị một chút xíu. Món ăn sẽ đậm đà hơn nhé các bạn. Rồi sau khi mà chờ hai cái món ăn này của Rivi ngấm gia vị thì Rivi sẽ làm cái nước sốt để lát nữa rim với tôm chua ngọt này nha. Thank you.
bây giờ sẽ đến công đoạn nấu. Thì Ruby sẽ làm món tôm trước. Đảo đều lên là được. Đó, với cái công thức này thì các bạn có thể áp dụng cho rất là nhiều món. Cái vị rất là bén cơm nha các bạn. Phải nhấn mạnh là bén cơm bởi vì là nó rất là đậm đà và nó ngon nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần bò áp chảo. Đối với bò áp chảo này thì Ruby sẽ dùng bơ nha các bạn. Rồi chúng ta cũng xong. Sau đó chúng ta sẽ trưng ra đĩa nha các bạn. Vậy là các bạn chỉ cần khoảng cỡ 30 đến 40 phút thôi là các bạn đã có thể chuẩn bị một bữa ăn xịn sò cho gia đình của mình rồi. Và bây giờ sẽ đến tiết mục cuối cùng là tiết mục thưởng thức. Khải nêm xem thử là ngon không? Thử ấy. Đây là em trai của mình nha các bạn, người phụ trách quay camera ngày hôm nay. Và cũng là cái người thường xuyên được ăn đồ ăn mình nấu. Phải tớ lại là ngon hay dở? Ngon. Đó các bạn ơi, rất là đơn giản đúng không? Ơi, đồ ăn xong xuôi rồi, giờ cơm ra ăn cơm luôn đi em. Nhưng mà chị đã nấu cơm đâu? Ơ kìa, chị tưởng Khải nấu rồi. Thì chị bảo hôm nay chị nấu hết xong rồi để em quay camera mà. Rất là bén cơm nha các bạn, phải nhấn mạnh là bén cơm. Rất là bén cơm nha các bạn. Phải nhấn mạnh là bén cơm. Quên nấu cơm rồi các bạn ơi. Thôi rồi, tắt máy đi để có gì đi nấu cơm. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha, bye bye. A few moments later. Baddie bought a bit of better butter. Baddie bought a bit of better butter. À, con này con chơi chữ hả? Ờ. Baddie bought a bit of better butter. Baddie bought a bit of better butter. Yeah. Okay. Mình làm một cái clip để mình gửi đến tất cả quý vị khán giả ở Pháp TV. Thật sự là bây giờ chưa có sản phẩm gì hết thì tranh thủ mình cho mấy bạn thấy là ở nhà khi mà chống dịch thì mình làm cái gì. Thì thật sự là một cái may mắn cho mình, nhưng mà nó là cái không may cho anh Lộc là anh Lộc bị cách ly ở nơi mình ở luôn, cho nên xui. Hiện tại
tại thì trước đây Long cũng là, mình biết rồi, trước đây Long cũng là một giáo viên dạy anh văn cũng lâu rồi nên thôi thì nhân tiện đây thì ngoài cái việc mà work from home làm kịch bản này nọ thì mình với Long cũng quyết định là ôn lại tiếng Anh, cùng nhau học tiếng Anh đó, để sau này mình sẽ phát triển hơn. Ví dụ mình làm phim nó hướng ra nước ngoài một xíu, mang cái màu sắc ngoài, rồi mình coi phim Mỹ đồ kia để mình học hỏi thì nó cũng tốt đó. Thì bây giờ anh Long Long, em mới nghiệm ra được một cái là thật sự trong tiếng Anh đó, có nghĩa là cái mình phát âm với lại cái giọng của mình đọc á, mà nó Mỹ á, thì nó nghe cũng hay hơn, với lại nó cũng rất là hiệu quả, cái đó cũng quan trọng đúng không? Thì đúng rồi nè, cũng hay thích giọng Mỹ nè. Thì đó, thì bữa giờ thì em mới tìm được cái clip á, nó dạy cho mình thậm chí là cách mà nói tiếng Việt làm sao mà nó có cái giọng của người bản xứ luôn. Tiếng Việt mà nói giọng bản xứ là sao? Này nè, ví dụ như vậy nè. Cách nói tiếng Việt sao cho thật tươi. Cái đèn. Cái dance. Cái đèn là dance. Cái dance. Cái loa đọc là Tyler. Cái là Tyler. Cái Tyler. Machine. Cái máy tính. Treasure. 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 The moon. The moon. Cái quạt. Cái quạt. Đó. Cái bíp. Cái bíp. Đó, nghe rất là hay. Em thấy là bắt đầu em nên lưu lại những cái clip như thế này để em học, để cho mà Long đâu vậy? Long. Long. Long ơi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Long và mình đang ở nhà. Thì hiện tại tụi mình đang chuẩn bị ăn Tết lần thứ N. Thì hôm nay là ngày, khoảng tháng ngày mấy ta? Để coi. Hôm nay là ngày 18 tháng 7. Và tối nay là 30 Tết là giao thừa. Thì mình cũng có làm một cái thứ nhỏ nhỏ trong cái clip này, để gọi như là cùng nhau đón Tết đó mấy bạn. Chứ thực sự ở nhà cũng buồn quá, không biết làm cái gì hết. Thì ngày hôm nay Long sẽ làm một cái việc, đó là biến cho bữa ăn tối của mình nó trở thành phong phú đa dạng một tí. Đó là Long sẽ làm bánh pizza. Thì làm như thế nào thì mọi người cùng coi nha. Ok. Ok, để làm cái bánh pizza tất nhiên mình phải có bánh đúng không? Đây, thì đây là vỏ bánh pizza mà mình đã mua. Còn đây là một chút xíu những thứ mà có sẵn trong nhà mình. Canh cua, sashimi, cá hồi. Món này Long bán nhà, nhà nó đặng có. Một chút sốt cà và một chút nấm, cộng thế một chút phô mai parmesan là xong. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau làm. Xong. Trong lúc đợi bánh thì mọi người biết mình nên làm gì rồi đúng không? Đây còn có 3 miếng cá à. Để uổng. Gần quá trời luôn nè. Không biết chứ thật sự nói cá của Bình Long bán ăn rất là xuất sắc. Chúng ta phải đi là hàng tại bạn biết đâu, cá Bình Long là bỏ cho hầu hết các nhà hàng Nhật ở trong Sài Gòn á, thành ra đi chỗ đó cũng ăn cá của mình. Không có đâu, ngon.
không khéo đợi đến lúc mà bánh nó chín á, chắc mình no luôn. Mình sẽ cho bánh vô. Cái bánh này mình nghĩ là mình sẽ nướng tầm nó đâu đó khoảng tầm 10-15 phút. 1, 2, 3, 4, 15 phút. Ok, bây giờ sẽ đợi bánh chín thôi. Trong cái lúc mà đợi cái lần này khô nè, thì tôi có tâm sự nhỏ nhỏ. Thì tính ra là khoảng tầm hơn gần 1.5 tháng nay là Phát TV chúng tôi không được quay. Thì thực sự mà nói thì rất là buồn. Vậy vì sao ta? Mình quá quen với cái việc là mỗi ngày đi ra khỏi nhà. Tự nhiên bây giờ mình phải ở trong nhà mà kiểu như ru rú trong nhà không được đi đâu á. Thì một thứ nó trở nên nó hơi bị gọi là chát phèo lắm luôn. Mà nói chung là bị cái là bây giờ tình hình căng thẳng quá. Mình không nên ra đường, tại vì mình ra đường thì khả năng mình trở thành F nào đó rất là cao. Trong cái clip này nè, mình Long muốn nhắn nhủ với mọi người là thực sự mà nói thì rất là khó khăn khi mọi người phải thực hiện cái chuyện giãn cách xã hội như thế này. Nhưng mà mọi người nên cùng nhau chung sức đồng lòng để cùng nhau gọi là vượt qua được cái khó khăn này thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Chứ hôm nay đỉnh điểm luôn là 4.000+ ca, Long thấy rất là sợ. Thành ra Long cũng mong là mọi người hãy cố gắng ở nhà. Thì biết là có nhiều cái khó khăn lắm, nhưng mà Long nghĩ là sức khỏe nó quan trọng hơn tất cả. Thì có sức khỏe là sẽ có tất cả. Mọi người hãy cố gắng ở nhà để cùng nhau gọi là giúp cho đất nước chống dịch và mọi thứ có thể bình yên trở lại nhất có thể á. Mọi người hiểu không? Chứ thật sự mà nói bây giờ tình hình căng thẳng quá, quá căng thẳng. Và Long nghĩ là chắc không phải ăn chừng 1-2 cái Tết nữa mới hết, chứ chưa chắc là nó có hết liền đâu. Ăn pizza thì không thể nào thiếu cái chai tương cà thần thánh này của Long được hết á. Long rất là thích Hans, tại vì tương cà của Hans rất là ngon. Từ từ, trước kia mình thấy chờ mình nấu Facebook phải nè. Này, ngon quá mọi người ơi, ngon quá mọi người ơi. Nhức mắt. Đây, tôi cho tương cà thẳng lên. Cái lúc mà bánh mới ra, mọi người sẽ nghe được cái vị. Lúc mà mình cắn á, đó, mọi người thấy nghe cái tiếng giòn của nó không? Ngon xuất sắc. Xuất sắc mọi người ơi. Miếng bánh nó cầm nặng chịt luôn nè. Ngon chưa? Sung sướng cuộc đời. Ok, cảm ơn mọi người đã cùng nhau coi cái video này nha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và chúc mọi người sẽ vượt được cái cơn đại dịch này. Ok, bye bye mọi người. Hello cả nhà, bây giờ thì mình đang chuẩn bị ăn tối và tối nay mình sẽ nấu canh cải ngọt cùng với thịt bò xào, mọi người cùng đón xem nha.
Vậy là mình đã nói xong bữa tối ngày hôm nay rồi. Mọi người nhìn thử xem có ngon không nha. Sau khi ăn cơm xong á thì bây giờ mình vừa mới xuống lễ tân để có thể nhận một gói hàng. Mình đã order một bộ đồ vô diện thật là dễ thương để có thể làm một concept chụp hình tại nhà. Chúng ta cùng khui hàng nhé. Mình định là sẽ làm một concept dễ thương như vậy nè. Và đây là bộ đồ vô diện mà mình nhận được mọi người à. Nó không có dễ thương như mình nghĩ một chút nào hết trơn á. Hello mọi người. Như mọi người cũng đã thấy thì đất nước của chúng ta đang phải chịu những cái tổn thất rất là nặng nề bởi dịch Covid gây ra. Cái con Covid này nó làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Nó làm mất đi công việc, mất đi một cái nguồn thu nhập để mà trang trải cho cuộc sống. Rồi có những cái khu vực thì bị cách ly phong tỏa, không có được đi ra ngoài. Cảm giác rất là khó chịu tại vì nó làm đảo lộn hết mọi thứ. Lâu nay thì Pháp TV cũng không có được đi quay tại vì dịch bệnh khá là căng thẳng. Rồi anh em ai cũng ở nhà buồn, chán, không có được đi ra hiện trường để mà làm việc. Ở thời điểm hiện tại nếu mà ai may mắn có được một cái công việc online thì đó là một cái điều rất là sung sướng luôn á, hạnh phúc luôn á. Chứ còn những anh em mà làm về phim ảnh hay làm về sân khấu thì lại không có được cái may mắn đó đâu. Khá là buồn. Thôi thì hôm nay Thứ ngồi ở đây chia sẻ với mọi người một vài cái hoạt động mà Thứ làm khi ở nhà. Giới thiệu với mọi người đây là cái căn phòng làm việc của mình. Ngoài những cái buổi đi quay với Pháp TV ra thì Thứ sẽ ngồi ở đây để sáng tác và sản xuất âm nhạc. Như mọi người cũng đã biết thì Thứ đang hoạt động trong T-Team. Thì T-Team là một cái nhóm nhạc gồm có anh Blackby, Thứ và bạn DT. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà Thứ kết hợp cùng với T-Team để ra mắt đó là cái bài Muốn Nói Với Em. Thì sản phẩm đó là một cái sản phẩm mà được rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người yêu thích. May mắn lắm chứ, một sản phẩm đầu tiên và sản phẩm đầu tiên mà Thứ hát luôn á, Thứ hát mà Thứ ra MV luôn á, đó là một sản phẩm đầu tiên chứ trước giờ Thứ chưa bao giờ hát để ra MV hết. Sắp tới thì anh em có một cái kế hoạch đó là sẽ ra một cái sản phẩm chính đối với Thứ. Thì sau Muốn Nói Với Em, từ khi mà ra Muốn Nói Với Em tới giờ đã cũng đã hơn một năm rồi, Thứ chưa ra một cái sản phẩm chính nào cho riêng mình. Thì đây, kế hoạch của anh em sẽ là vào khoảng cuối năm, cuối năm nay nếu như mà tình hình dịch được kiểm soát ổn định thì mới ra được, còn không thì chắc sẽ dời qua năm sau hoặc là cho đến khi nào mà dịch được kiểm soát. Sản phẩm tiếp theo của Thứ là một cái bài hát cũng có tên là bốn chữ luôn, bài hát có tên là Không Đủ Vô Tâm. Đây sẽ là một bài ballad tình cảm lãng mạn, nó là sở trường của Thứ luôn. Thì Thứ viết ballad giỏi hơn là viết R&B hay là funky, nhưng mà không biết sao cái bài Muốn Nói Với Em là cái bài R&B funky mà đầu tiên Thứ viết luôn á, nhưng mà được mọi người ủng hộ nhiều tới như vậy thì Thứ hy vọng là sản phẩm tiếp theo Thứ về lại sở trường của mình thì cũng sẽ động lại trong lòng người nghe một cái gì đó gọi là cảm xúc của Thứ muốn truyền đạt. Cái bài Không Đủ Vô Tâm này á, Thứ viết cũng đã khá là lâu. Mình cũng đã dự trù một cái phương án tiếp theo sau khi ra Muốn Nói Với Em rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay là hơn một năm đó, Thứ mới gọi là hoàn thành một cách chỉnh chu theo ý của mình nhất. Bài này cũng có một cái đoạn rap nhỏ của DT. Bài này được anh em rất là đầu tư, Thứ, anh Thái hay là DT cũng rất là đầu tư. Về phần beat của bài này thì Thứ đã gửi qua cho một nhà sản xuất âm nhạc ở Hàn Quốc để mà hòa âm phối khí ca khúc này. Và Thứ rất là tâm đắc cực kỳ cái bản phối này luôn. Như mọi người cũng biết thì ballad Hàn Quốc rất là trội về dàn dây. Dàn dây là gồm có violon, viola hay là cello này nọ đó. Thì rất là trội về dàn dây, và dàn dây của họ rất là tình cảm và da diết luôn á. Thì cái bài này Thứ rất cần cái dàn dây đó, cho nên là Thứ với đã hội ý với anh Thái cũng như là DT để mà gửi cái bài hát này qua bên Hàn Quốc để cho nhạc sĩ hòa âm phối khí của Hàn Quốc sản xuất. Một bản phối rất là ưng. Thứ sẽ demo cho mọi người một vài đoạn nhỏ nhỏ trong bản phối này nha. Ok, đây là project của bài Không Đủ Vô Tâm. Thì đây là multitrack mà nhạc sĩ hòa âm phối khí của Hàn Quốc đã gửi về cho Thứ. Nhằm mục đích là Thứ muốn mod lại một số track
theo cái ý muốn của mình. Đó là gồm có jack piano nè, guitar bass hoặc là drum. Thì đây là cái phần piano mà Thứ đã đánh lại hoàn toàn. Đó, nhìn nó ma trận không? Rối, hơi rối á. Bởi vậy ai làm nhạc nhiều cũng mắt thường hay sụp lắm, giống mắt tôi vậy. Ok, bây giờ sẽ cho mọi người demo một đoạn nhỏ nhỏ cho vui ha. Đó, mọi người nghe dàn dây rất là tình cảm luôn á. Là bây giờ Thứ sẽ hát một đoạn ngắn ngắn cho mọi người hình dung được cái bài nữa là làm sao ha. À, chắc Thứ sẽ hát một cái đoạn điệp khúc. Điệp khúc đi. Đây, đây là phần rap của DT. Yeah. DT viết phần rap này rất hay luôn á. Giai điệu rất là Hàn Quốc luôn. Sẽ là một cái đoạn demo của bài Không Đủ Vô Tâm. Hy vọng là sẽ đủ để mà gây một cái gì đó tò mò tới mọi người, để mà mọi người đón chờ cái ca khúc Không Đủ Vô Tâm này của Thứ cũng như là của Ti Tim. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi những cái chia sẻ của Thứ từ nãy đến giờ về một cái công việc khác mà ngoài những cái giờ đi quay của Thứ với Pháp TV. Thì rất là hy vọng mọi người sẽ đón chờ những cái sản phẩm mới của Thứ cũng như của T-Team cũng như là của Pháp TV sau khi mà dịch được ổn định trở lại và anh em sẽ bắt đầu thực hiện những cái kế hoạch mà anh em đã đề ra. Dịch bệnh đang rất là căng thẳng cho nên là Thứ chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ được ông trời phù hộ cho mình không mắc những cái rắc rối liên quan tới hai chữ Covid. Ok, cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người. Hello mọi người, mình có nhớ mình là ai không? Giỡn thôi, mình là Kim Ngân đây. Và ngày hôm nay á, mình quay một cái vlog nhanh nhỏ như thế này, nói chuyện và chia sẻ với mọi người một chút xíu về những việc mình làm ở trong mùa dịch nè. Không biết á, mọi người ở trong mùa dịch thì mọi người sẽ làm gì ha? Đối với mình á, thì mình làm rất là nhiều việc luôn á mọi người. Ăn nè, ngủ nè, chơi game nè. Đó là mình chán thì mình lấy đồ makeup ra, mình makeup mình làm tóc giống vậy nè. Xong rồi mình chụp hình, mình clip vui vẻ đó. Thì không có tự kỷ bao nhiêu đâu, tại vì ở nhà có hơn 2 tháng thôi, không có tự kỷ bao nhiêu đâu mọi người. Ở nhà trong một khoảng thời gian lâu như vậy á, thì cái việc mà mình cảm thấy khó khăn nhất đó là mỗi sáng thức dậy mình phải suy nghĩ xem là hôm nay mình nấu cái gì, hôm nay mình phải ăn cái gì,
Thật sự là những ngày đầu á mình còn rất là hào hứng nha. Mình còn nghĩ ra ngày hôm nay mình sẽ nấu món này, ngày mai mình sẽ nấu món kia. Nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài á. Tới một cái lúc nào đó, giống như bây giờ chẳng hạn, thì mình cũng đã quá chán nản rồi. Và ngày hôm nay thì mình quay clip này để chia sẻ với mọi người về cái giai đoạn bất lực của mình á, thì mình sẽ làm như thế nào. Hay là ngày hôm qua mình lướt Facebook á, thì mình có thấy được một bài viết của một cái nhà hàng pizza mình hay ăn. Người ta có bán những cái loại pizza mì Ý đông lạnh xếp về tận nhà, là mình quyết định là mình mua liền. Trời, cái đó mình dễ gì mình không mua đúng không mọi người. Mình mua về mình có thể thay đổi không khí, tại vì mình rất là nhớ cảm giác ăn hàng ăn quán rồi. Nên mình ăn sáng rồi cũng như là quay clip cho mọi người. Ta-da! Đây là cái món mà nãy giờ mình nói nè. Đó là mì spaghetti bò bằm của thương hiệu 4P. Trời ơi, khi mà mình gặp được cái này giống như là mình bắt được vàng vậy đó. Thì mình rất là thèm. Đây là cái loại đông lạnh đó, cho nên là nó cũng khá là dễ chế biến á mọi người. Là mua liền mọi người ơi. Chờ đợi cái gì nữa. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Ở đây thì có ghi hết tất cả những thứ mình cần phải làm để có được một dĩa mì siêu ngon, siêu khổng lồ. Nên là mình sẽ làm theo như hướng dẫn là được nha. Đầu tiên ha, như trong hướng dẫn thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một cái dĩa. Rồi sau đó là mình mở cái hộp này ra. Ở trong đây chúng ta sẽ có một bịch mì Ý, một sốt thịt bằm, hai gói phô mai. Bây giờ chúng ta sẽ cắt phần mì ra trước. Đúng không? Phải coi lại. Đúng rồi. Ủa? Chúng ta phải để vào bát nước nữa mọi người. Xin lỗi mọi người nha, chúng ta phải để vào bát nước ấm nữa. May là đồng ấy, chứ không là chết rồi. Mình đã cảm thấy có một sự rã đông của hai bé này rồi, nên mình sẽ cắt ra và mình để vào trong cái dĩa có 40ml nước nha. Này cũng không biết có phải 40ml nước không. Nói chung là mình cứ canh theo tâm linh vậy đó. Mình cứ đổ nước tới khi nào mà ông bà bảo dừng thì dừng thôi. Thật là cẩn thận. Cái tiếp theo sẽ là gói sốt. Mình nghe được mùi phô mai luôn á. Giờ mình sẽ bỏ vô trong lò microwave trong vòng 4 phút theo như hướng dẫn. Vào trong rồi đi. Đó. Chúng ta sẽ bấm. Wow, khỏi bốc nghi ngút. À, bây giờ theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ lấy ra và trộn lên, sau đó bỏ vô trong lò quay 2 phút nữa. Sau khi quay khoảng 6 phút thì chúng ta sẽ có được một dĩa mì như thế này. Nhìn thì nó cũng không hấp dẫn cho lắm, tại vì đã đông mà mọi người. Nhưng mà nghe mùi thì cũng được đó. Rồi bây giờ theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ ráp tiếp hai loại bột phô mai này vào. Ta-da! Đây là thành quả rồi nha mọi người. Mùi cũng rất là hấp dẫn đó nha. Bỏ vào đây một ít sốt dầu tây. Mình sẽ trộn lên nha. Sẽ ăn thử nha. Đây. Chào mọi người nha. Vị chua chua của sốt bằm cà chua nè, sốt bò bằm cà chua nè. Một xíu cay the the của sốt dầu ớt. Ăn rất là vừa miệng luôn á. Mình cảm thấy là những cái bữa ăn mà nó đơn giản, nó tiện lợi như thế này thì cũng khá là hợp lý dành cho những bạn trẻ giống như mình ở trong mùa dịch như thế này. Mà chúng ta đã quá ngán với cái việc mà mỗi sáng mình phải nấu đồ ăn sáng, hoặc là mỗi sáng mình ăn mì gói rồi, thì mình có thể chọn một cái lựa chọn này để thay thế và đổi mới cho
cho mình trong những ngày nghỉ dịch như thế này. Thì tới đây cũng là hết clip rồi. Bởi vì bây giờ đang trong tình hình rất là căng thẳng nên là cũng không biết làm cái gì hơn ngoài cái việc là ở nhà cách ly đúng theo như quy định của nhà nước, và mình có đi ra ngoài hoặc là nhận hàng gì đó thì mình luôn giữ khoảng cách và tuân thủ đúng theo cái quy tắc 5K mà nhà nước đưa ra. Thì mình mong là mọi người cũng sẽ giống mình, cũng sẽ ở yên ở trong nhà để mà giữ sự an toàn cho bản thân, cho gia đình của mình và các bạn, và giữ an toàn cho tất cả những người xung quanh. Đôi khi mà mình lên mạng hoặc là mình lướt những cái video mình xem á, thì mình thấy có quá nhiều trường hợp rất là đau thương nhờ vì dịch rồi, nên là mình rất là sợ những cái điều đó sẽ xảy đến với những người xung quanh mình hoặc là những người trong gia đình mình. Nên là mình mong là chúng ta sẽ có thể cố gắng cùng nhau vượt qua đại dịch này với sự ý thức và sự đồng lòng. Nghĩa là cái dịch corona này nó sẽ không có lạ gì so với đất nước Việt Nam của mình đâu. Bởi vì vậy cho nên là Ngân tin là chúng ta sẽ có thể chiến thắng được đại dịch này. Và Ngân mong là mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và hãy ở yên ở trong nhà để Sài Gòn chúng ta sau khi mà hết đợt cách ly này chúng ta sẽ có thể khỏe lại và chúng ta có thể trở về với cuộc sống bình thường. Mong là mọi người, những ai mà bị đang bị cách ly hoặc là đang là F0 á, thì mọi người hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và lúc nào cũng vui vẻ, cũng nghĩ về một cái đích đến thật là tốt đẹp á, thì chúng ta sẽ có được nhiều tinh thần và nhiều sức khỏe hơn. Chúng ta sẽ cố gắng thật là nhiều để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch này. Cố lên nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ mình cũng như là Pháp TV. Và mong mọi người hãy like và subscribe cho Pháp, để mà sau khi dịch Pháp sẽ có động lực nhiều hơn để mà quay trở lại trong thời gian sớm nhất đối với mọi người nha. Bye bye mọi người.